Trung Quốc to gan cài gián điệp vào bộ chính trị, gặp ngày nữ công an và cái kết. Quý vị thân mến, người Việt thường có câu bán anh em xa mùa láng giềng gần, thế nhưng chỉ cần nhắc đến ông hàng xóm Trung Quốc thì người dân Việt Nam ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí còn tỏ ra thái độ không khoan nhượng. Bởi từ trước đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam, không chỉ 1.000 năm Bắc thuộc mà còn chiến tranh biên giới năm 1979 và những mưu đồ trên Biển Đông. Thậm chí để thực hiện những âm mưu đó, Trung Quốc còn cài gián điệp vào nhằm khai thác thông tin và phá hoại nền kinh tế xã hội của Việt Nam. Với vỏ bọc hoàn hảo là phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa, Trung Quốc đã hy vọng rằng âm mưu của chúng sẽ thành công, nhưng cuối cùng chúng đã đại bại trước một bóng hồng công an Hà Nội. Vậy tên gián điệp Trung Quốc cài vào Việt Nam là ai? Chúng đã phải nhận cái kết ra sao trước lực lượng công an Việt Nam? Tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Quý vị thân mến, khi cử gián điệp sang Việt Nam, Trung Quốc đã đầu tư bài bản đến mức cho tên gián điệp đó đi học tại nước ngoài để học những cái tinh hoa nhất, có gì còn truyền bá vào Việt Nam. Cảm thấy chưa yên tâm, Trung Quốc còn bắt hắn đi học thêm nghề tay trái là châm cứu, để có gì còn khám chữa bệnh mà lấy tiền. Cứ tưởng một tên gián điệp Trung Quốc có thế thôi, ai ngờ hắn còn luồn lách thế nào mà leo lên được chức phó tổng biên tập báo Tân Việt Hòa, trong khi trình độ của hắn chỉ biết đọc báo. Với một vỏ bọc hoàn hảo như vậy, Trung Quốc đã hy vọng rằng Thái Nhữ Siêu sẽ trở thành tên gián điệp chuyên nghiệp, thu về những tin tức về tình hình kinh tế, xã hội, đồng thời tuyên truyền những luận điệu sai trái ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Thế nhưng trong cuộc đấu trí với lực lượng an ninh công an thủ đô, Thái Nhữ Siêu đã phải chịu thất bại. Hơn thế nữa, người khuất phục hắn lại là một phụ nữ, khiến hắn phải tâm phục khẩu phục. Thái Nhữ Siêu sinh năm 1924 tại Quảng Ngãi, là người Việt gốc Hoa, lớn lên đúng vào thời kỳ cách mạng tháng 8 năm 1945. Siêu cũng hòa mình vào dòng thác cách mạng sôi sục của nhân dân địa phương, tham gia phong trào Việt Minh khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh. Đầu năm 1950, Siêu là ủy viên thường trực Hoa Kiều Liên Khu Vở, kiêm trưởng Ban Hoa Vận tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 7 năm 1950, Thái Nhữ Siêu được nhà nước cử tham gia đoàn đại biểu Hoa Kiều Liên Khu về đi Trung Quốc chào mừng kỷ niệm một năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuyến đi vô cùng gian nan, lênh đênh trên biển vài ngày, Siêu được tàu tuần tiễu của Trung Quốc ở đảo Hải Nam phát hiện, đưa về Quảng Châu. Tại đây, Siêu được nhận vào Đại học Nam Phương, sau đó do bị tuyên truyền sai trái, trong đầu anh ta hình thành ý niệm cần phải lấy lại những vùng đất từ tay các tiểu bá, để lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng hơn, to lớn hơn và bao la hơn. Nói chung là bị Trung Quốc tiêm nhiễm đủ các loại thông tin, bịa đặt, sai trái, và cuối cùng hắn đã không đủ tỉnh táo và thông minh để nhìn ra đâu là sự thật rồi theo chân Trung Quốc trở thành một kẻ tay sai cho chúng. Tháng 10 năm 1954, sau khi thủ đô Hà Nội giải phóng, nhà cầm quyền Trung Quốc cấp hộ chiếu cho Thái Nhữ Siêu trở lại Việt Nam, với nhiệm vụ đi sâu vào nội bộ các cơ quan nhà nước Việt Nam, tìm mọi cách để Việt Nam tin tưởng giao cho cương vị trọng trách, đồng thời kiên trì chờ đợi những chỉ thị cụ thể từ thượng cấp. Sau 2 năm làm việc tại lãnh sự quán Trung Quốc, Siêu được đề bạt chuyển công tác sang tiểu ban Hòa vận Việt Nam, chính thức bước chân vào con đường làm gián điệp, trong một tâm trạng nơm nớp lo sợ hành tung của mình sẽ bị lộ bất cứ lúc nào. Cái tâm trạng này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi một khi hắn đã phản bội lại Việt Nam thì cái kết sẽ vô cùng cay đắng. Hơn nữa, lực lượng cảnh sát ở Việt Nam thì vô cùng tài tình, thậm chí các anh còn biến hóa đổi vai vô cùng khôn lường. Mới phút trước còn là người bán hàng rong, phút sau đã tóm ngay đội đánh bạc gần đó. Hay có lần ở ngõ nhà tôi, có chị đến thu mùa đồng nát. Vậy mà chỉ ít phút sau đã thấy chị cầm còng số 8 tóm gọn tên tội phạm. Đấy, nói sương sương vậy là quý vị cũng đủ hiểu lực lượng cảnh sát Việt Nam biến hóa khôn lường như thế nào rồi. Hiểu rồi thì quý vị cùng nghe tiếp nhé. Câu chuyện còn dài mà thú vị lắm. Đến năm 1958, Thái Nhữ Siêu, dù chỉ là người biết đọc báo, nhưng lại nhận được chỉ thị mật là phải đi làm báo. Học một kiểu, mà làm thì lại một kiểu khác. Sau đó với khả năng luồn lách, Siêu đã trở thành phó tổng biên tập tờ Tân Việt Hoa, chuyên phụ trách mạng quốc tế. Nhiều hoạt động trong lĩnh vực báo chí, Siêu được tiếp xúc sâu với xã hội, tận mắt chứng kiến Việt Nam ngày một đổi mới, cuộc đấu tranh thống nhất hai miền Nam Bắc diễn ra sục sôi trong cả nước. Thực ra đã có lúc Siêu cảm thấy cắn rứt lương tâm, lẽ ra hắn phải làm việc nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho mảnh đất đã sinh ra và nuôi hắn khôn lớn. Rồi hắn nghĩ liệu có dừng lại được không, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Siêu đã nhanh chóng thực hiện tiếp kế hoạch phản bội lại nước nhà. Hắn xây dựng được mạng lưới của riêng mình ở tòa soạn, đặc biệt là xây dựng đội ngũ phóng viên để thu thập thông tin đối nội, đối ngoại của Việt Nam. Nhưng rất nhanh chóng, hắn đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan an ninh. Lợi dụng vị trí phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa, Siêu đã cho đăng tải nhiều bài tuyên truyền về học thuyết nước ngoài, gây bất lợi cho đất nước và đường lối lãnh đạo của Đảng. Thậm chí đăng cả những chuyện bịa đặt, miễn sao phục vụ cho mục đích của mình. Cùng với Đinh Lực, tổng biên tập, Siêu đã xây dựng một số hoạt động trong kế hoạch nhuộm màu với mục tiêu then chốt là tạo ra sự thay đổi trong nội bộ và đường lối của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, hắn chú trọng phát triển các mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với con em, người giúp việc của các cán bộ cao cấp. Những tưởng với vỏ bọc kín đáo và đường lối bài bản ấy, Thái Nhữ Siêu có thể làm được điều mình muốn, nhưng cộng đồng Hoa Kiều chân chính đã không cho phép hắn làm những điều đi ngược lại với lương tâm.
Tin tức về Thái Nhữ Siêu đã được Phòng Bảo vệ Chính trị Ba Công an thành phố Hà Nội chú ý. Những nghi ngờ về nhân vật này đang có hoạt động gián điệp ngày càng gia tăng. Trong đoạn cuối lời khai của Thái Nhữ Siêu tại cơ quan an ninh khi bị bắt vào năm 1978, hắn đã viết: "Thưa bà phụ trách công tác an ninh và các cán bộ xét hỏi, Siêu tôi xin thưa với bà và các cán bộ rằng tôi đã khai báo toàn bộ sự thật. Tôi còn giấu giếm làm gì nữa khi cấp trên của tôi đã đưa tôi vào tử lộ, bỏ rơi tôi một cách không thương tiếc. Cấp trên mà hắn nói đến chính là cơ quan bên Trung Quốc đã cài cắm hắn vào con đường phản bội này. Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ rằng đồng bọn của hắn đã bỏ rơi hắn. Còn bà phụ trách công tác an ninh mà Siêu nhắc đến chính là đồng chí Tống Thị Hòa, chỉ huy Phòng Bảo vệ Chính trị 3. Sau này, bà là phó chỉ huy Ban An ninh Sở Công an Hà Nội, người giữ vai trò quan trọng trong vụ án lật tẩy gián điệp Thái Nhữ Siêu. Những hình ảnh nữ chỉ huy an ninh vẫn còn lưu lại trong ký ức của những thế hệ sĩ quan an ninh công an Hà Nội về sự thông minh, quyết đoán, bản lĩnh, không thua kém nam giới trong lĩnh vực phản gián. Những người tham gia vụ án ngày đó cũng chẳng còn nhiều người. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, họ vẫn nhớ mình đã từng có một thời sôi nổi, theo dõi đối tượng, phân tích đánh giá, viết báo cáo, gửi chỉ huy đơn vị trên những mẩu giấy, những tài liệu rồi lật tẩy cả đường dây gián điệp hoạt động ở cả hai miền Nam Bắc. Để chứng minh được hành vi hoạt động gián điệp là vô cùng khó khăn và nhạy cảm, Phòng Bảo vệ Chính trị 3 đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, xí nghiệp để vạch mặt những tên gián điệp trong đường dây của Thái Nhữ Siêu. Và rồi, hắn đã phải trả giá cho những việc làm của mình. Cho đến khi chúng tôi đưa cho hắn bức thư của vợ với nội dung em đã cố gắng bằng mọi cách, kể cả hy sinh tấm thân, để tìm gặp được ông bác của anh và xin ông ta ra tay cứu anh. Nhưng thật kỳ lạ, trước đây ông ta nhiệt tình là thế, mà nay lại tỏ ra rất hờ hững. Anh hãy suy nghĩ kỹ, tự cứu lấy mình, có thức thời mới là người tài kiệt. Thì Thái Nhữ Siêu mới bắt đầu có sự thay đổi. Với sự động viên của đồng chí Tống Thị Hòa, đối tượng Thái Nhữ Siêu đã biết thế nào là đúng sai. Hắn ta đã viết bản tự khai một mạch, dài gần 10 trang giấy, kể lại từ khi cất tiếng khóc chào đời cho tới khi trưởng thành và làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài. Hắn ta cũng khai hết về những người liên quan đến đường dây. Một cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị 3 nhớ lại, ngày 19 tháng 6 năm 1984, đúng 6 năm sau ngày bị bắt, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử công khai Thái Nhữ Siêu về tội hoạt động gián điệp với mức án 25 năm tù giam. Những thế hệ cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị 3 sau này cho biết, Siêu là một người có tài, đặc biệt là nghề châm cứu. Khi được cơ quan tình báo nước ngoài huấn luyện, chính Siêu đã đề nghị được bổ túc thêm về nghề này để nếu mất chức phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa thì còn có nghề tay trái kiếm cơm. Với thái độ khai báo thành khẩn, nhà nước Việt Nam đã vô cùng khoan hồng đối với hắn. Thậm chí trong thời gian cải tạo, Siêu được các cán bộ tạo điều kiện, không phải lao động mà chủ yếu chỉ châm cứu và dạy nghề cho các phạm nhân. Năm 1998, sau khi thi hành án xong, ông Siêu về lại ngôi nhà trên phố Quán Thánh, tiếp tục hành nghề châm cứu. Thậm chí nhiều cán bộ của Phòng Bảo vệ Chính trị 3 về, sau còn đến tận nhà ông ta nhờ chữa bệnh. Bởi vậy, hắn cũng cảm thấy đỡ dày dứt một phần nào vì những hành động của mình. Quý vị thân mến, đến nay đồng chí Tống Thị Hòa, người chỉ huy phá vụ án, và cả bị án Thái Nhữ Siêu đều đã mất. Nhưng chuyên án đặc biệt ngày ấy đã trở thành bài học cho mỗi cán bộ cảnh sát phòng an ninh đối ngoại hôm nay, luôn cảnh giác và dựa vào nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Các bạn thân mến, quân đội nhân dân Việt Nam tuy không mạnh nhưng chưa thua bất kỳ cường quốc quân sự nào trên thế giới. Tuy nhiên, quân đội muốn chiến đấu phải có vũ khí. Nếu như ta chỉ đánh Mỹ bằng sức người, thực lực hay những vũ khí thô sơ thì rất có thể quân đội ta sẽ phải trả giá rất đắt. Vậy nên, sự viện trợ vũ khí của những nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã đóng góp một phần rất lớn vào chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975. Tổng cộng đã có bao nhiêu vũ khí được viện trợ cho Việt Nam? Đằng sau những khoản viện trợ ấy, có phải chỉ là tinh thần quốc tế vô sản đơn thuần hay còn là những toan tính mưu đồ chính trị khác? Mời các quý vị đồng chí hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi để vén bức màn bí mật này nhé! Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc chiến tốn kém nhất lịch sử nhân loại và kẻ bạo chi nhất lại không phải là kẻ thắng cuộc. Đó là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Dệt. Ông vua tài chính lại là kẻ thua cuộc và 141 tỷ đô la là cái giá phải trả cho sự thất bại trong cuộc chiến này. Trong vài trăm tỷ đô la, có một số tiền rất lớn được Mỹ trích ra để viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tiền nhiều đến mức khiến một tướng Mỹ phải thốt lên rằng nếu chúng ta viện trợ quân sự nhiều cỡ này cho Bắc Việt Nam thì họ có thể đánh nhau với chúng ta đến hết thế kỷ. Phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội chỉ nhận được số tiền viện trợ khiêm tốn hơn rất nhiều so với Mỹ Ngụy. Những khẩu AK-47 Liên Xô và mũ cối Trung Quốc đã đi cùng những người lính Cụ Hồ từ Bắc vào Nam, băng rừng vượt suối dưới mưa bom mã lửa. Trong khi đó, Việt Nam Cộng Hòa có xe bọc thép, xe tăng và chiến đấu cơ hiện đại nhất nhì thế giới. Lính Mỹ có trực thăng chở nước đến tận mặt trận cho lính tắm rửa.
đúng là đỉnh cao của cách tiêu tiền nhà giàu. Ngoài vũ khí, những chiếc bàn là Liên Xô, xe đạp Phượng Hoàng, xe đạp Mifa hay quả tang Liên Xô viện trợ đã trở thành một phần tuổi thơ của biết bao người dân. Những hàng viện trợ đó, cả kinh tế lẫn quân sự, đều đã giúp Việt Nam đánh thắng giặc Mỹ. Theo ước tính, trong 20 năm, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã viện trợ cho Việt Nam tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn. Khối lượng hàng hóa quân sự quy đổi thành tiền thì tương đương với khoảng 7 tỷ rúp. Các đồng minh xã hội chủ nghĩa anh em đã rất nhiệt tình viện trợ cho chúng ta. Trong đó có khoảng 439.198 khẩu súng bộ binh đã được các shipper Liên Xô vận chuyển không quản nắng mưa. Những khẩu AK-47, súng trường SVD Dragon Knob Made in Liên Xô vẫn được ta dùng đến tận ngày nay. Cùng với đó là khoảng 789 khẩu pháo mặt đất đã không ít lần gây khó khăn cho lính ngụy. Liên Xô cũng viện trợ cho ta hơn 1.357 bệ phóng tên lửa phòng không, thứ làm nên điều kỳ diệu trên bầu trời Hà Nội trong 12 ngày đêm. Ai cũng nhớ hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, và trong đó có một chiếc thuộc 687 xe tăng mà Liên Xô đã viện trợ cho chúng ta, góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử mùa xuân. Những chiếc T-54, T-55 hoành hành ngang dọc khắp chiến trường miền Nam. Từng viên đạn ly được bắn ra từ nòng pháo, mang theo ý chí và hy vọng của một dân tộc quật cường, đã xuyên thủng những dã tâm đen tối nhất của kẻ thù. Chỉ vỏn vẹn 316 chiếc chiến đấu cơ mà Liên Xô viện trợ cho chúng ta là không đủ để đối chọi với hơn 1.000 chiến đấu cơ các loại của Mỹ. Thế nhưng các anh chị em của ta đã làm cho phi công Mỹ mỗi lần bay ra Bắc Việt phải niệm thần chú và cầu khấn. Có phi vụ, do hỏa lực phòng không của ta bắn quá gắt, phi công Mỹ phải vội thả hết bom xuống rồi quay đầu về căn cứ, không cần biết có trúng mục tiêu hay không. Một báo cáo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho thấy Liên Xô viện trợ nhiều nhất vào hai năm 1965-1967, có nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại, nhưng phần lớn đã qua sử dụng như MiG-21 DKGSB, cao xạ 23 lì, xe cao pháo bánh xích, ô tô. Đến năm 1968, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 357 triệu rúp, tương đương với 369,7 triệu đô la, chiếm 23 tổng số viện trợ của các nước cho Việt Nam. Thậm chí, Liên Xô còn đề nghị gửi một số đơn vị sang Việt Nam trực tiếp chiến đấu với Mỹ, bao gồm một lữ đoàn tên lửa phòng không, hai trung đoàn pháo phòng không, một đơn vị máy bay MiG-21, một tiểu đoàn địa hình, một tiểu đoàn trinh sát kỹ thuật. Các đơn vị trên khi sang Việt Nam sẽ do phía Việt Nam giao nhiệm vụ chiến đấu, mọi chi phí do Liên Xô đảm bảo và phía Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ an ninh. Thời gian chiến đấu tại Việt Nam dự kiến là một năm nên bốc đại. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã từ chối đề nghị này vì muốn tự lực chiến đấu, không muốn cầu viện quân đội nước ngoài. Viện trợ cho Việt Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh, ngoài Liên Xô còn có các nước khác như Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Romania, Đông Đức, Triều Tiên và Cuba. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng đã có lúc quốc gia viện trợ cho Việt Nam nhiều nhất chính là Trung Quốc, chứ không phải Liên Xô, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 1973 đến 1975. Ai cũng nghĩ đến nổi tiếng bàn là hay IK Liên Xô, nhưng không phải chỉ có các đồng minh Liên Xô viện trợ cho ta. Viện trợ từ Liên Xô ở mức 65.601 tấn, trong khi khối lượng hàng hóa viện trợ từ Trung Quốc lên tới 620.354 tấn. Theo lịch sử của Trung Quốc, từ thập niên 1950 đến 1975, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng hơn 20 tỷ nhân dân tệ, trong đó 1,4 tỷ là cho vay không lãi suất. Dù là viện trợ, nhưng phải nói rõ rằng không phải là miễn phí, tất cả đều phải trả bằng tiền mặt. Thời hạn có thể là 10 năm, 20 năm và có lãi suất. Không ai cho không chúng ta thứ gì. Trong tổng số 3,5 triệu khẩu súng bộ binh các loại mà chúng ta nhận viện trợ, có tới 2,2 triệu khẩu là do Trung Quốc sản xuất. Các loại súng cối mà quân giải phóng sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ cũng chủ yếu do Trung Quốc viện trợ, với tổng số lượng khoảng 24.134 khẩu cối các loại, trong khi Liên Xô chỉ viện trợ hơn 1.000 khẩu. Trung Quốc cũng viện trợ cho Việt Nam xe tăng và máy bay, điển hình như Trung đoàn Tiêm kích 925 là trung đoàn phòng không được trang bị những chiếc J-6, một phiên bản chiến đấu cơ MiG-19 của Liên Xô. Tuy nhiên, đằng sau việc Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam không phải là không có những mục đích chính trị riêng. Khi Mao Trạch Đông yêu cầu Việt Nam nhận 20.000 quân Trung Quốc cùng tiền viện trợ để xây dựng một con đường từ Nghệ Tĩnh vào Nam Bộ, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã kiên quyết từ chối, và đó không phải là lần từ chối duy nhất. Có những lúc, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thẳng thừng từ chối nhận viện trợ của Trung Quốc nếu khoản viện trợ đó đi kèm những điều kiện mà ta không thể chấp nhận. Khi Trung Quốc đề nghị viện trợ 500 chiếc xe tăng vào Trường Sơn với điều kiện lái xe là người Trung Quốc, Tổng Bí thư Lê Duẩn không đồng ý nhận bất cứ chiếc xe tăng nào vì tin rằng Trung Quốc lồng ghép vào đó những toan tính riêng. Có người trong bộ chính trị đề nghị sao không nhận một vài chiếc cho người ta vui, nhưng ông trả lời, chừng nào tôi còn ngồi đây thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này. Trung Quốc có lúc tăng viện trợ cho Hà Nội, nhưng cũng có lúc giảm đi để bày tỏ bất mãn,
như khi Hà Nội đàm phán hòa bình với Mỹ vào năm 1968 và 1969. Thực chất, có thời điểm Trung Quốc không thực sự muốn Việt Nam thống nhất, họ muốn chiến tranh kéo dài để Bắc Việt phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, giống như cách họ chi phối Triều Tiên. Tuy nhiên, chiến dịch mùa xuân lịch sử thống nhất non sông Bắc Nam về chung một nhà đã phần nào phá tan âm mưu thâm độc của Trung Quốc. Mặc dù chúng ta đã chiến thắng cuộc chiến để giành lại sự độc lập cho cả dân tộc, nhưng đôi khi phải nhận viện trợ từ nước ngoài kèm theo những điều kiện không mấy dễ chịu. Nhận thức được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu rằng phương châm của ta hiện nay là tự lực cánh sinh là chính, việc các nước bạn giúp ta là phụ. Các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta, ta khéo dùng cái vốn ấy để bồi bổ lực lượng của ta, phát triển khả năng của ta. Tuy nhiên, nhân dân và cán bộ ta tuyệt đối không vì bạn giúp nhiều mà đâm ra ỷ lại. Học tập lời dạy của Bác, để tăng cường năng lực hậu cần của mình, ngay từ năm 1957, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tự tổ chức sản xuất vũ khí và phương tiện để giảm bớt phụ thuộc vào viện trợ. Trong 3 năm từ 1973 đến 1975, chúng ta đã tự sản xuất được 3.409 tấn vũ khí đạn dược, 1.863 tấn các loại phụ tùng xe quân sự, máy móc sản xuất và 26.074 tấn quân trang, quân dụng khác, phục vụ và chi viện năm. Sự giúp đỡ, viện trợ có hiệu quả của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ tính chính nghĩa của cuộc chiến và không thể không nhắc đến chính sách ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt của Việt Nam. Ta không vì hàng viện trợ mà bán mình, cũng không ỷ lại vào viện trợ của các nước rồi sập bẫy. Quan điểm của các quý vị đồng chí như thế nào về đường lối ngoại giao của ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? Xin mời quý vị hãy cùng bình luận ở dưới video để cùng bàn luận nhé! Video ngày hôm nay của Hồi ức Thời chiến đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay và bổ ích, xin mời các quý vị đồng chí bấm like và nhấn chuông thông báo để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Tướng lục quân Mỹ bất ngờ phát biểu về bộ đội Việt Nam khiến thế giới phải chấn động. Quý vị thân mến, nhiều năm trước đây, Mỹ là một trong những ông lớn không dám thừa nhận rằng bản thân đã thua người Việt. Họ luôn ôm tâm thế là một trong những đế quốc đứng đầu, thì làm sao chúng tôi lại thua một nước chỉ toàn mấy ông nông dân trồng gạo được? Và họ đã thua, thua một cách thảm hại và không dám quay lại đất nước này thêm một lần nào nữa. Dù che đậy nhiều thứ, nhưng lính Mỹ, tướng Mỹ và cả chính trị gia của đất nước này phải công nhận, quốc gia mà họ cho là yếu, hóa ra lại khỏe tới vậy. Cách đây không lâu, một vị tướng của Mỹ đã có bài phát biểu khó tin gây chấn động nước Mỹ về chiến tranh Việt Nam. Xin mời quý vị hãy cùng hồi tưởng lại thời chiến và tìm hiểu về bài phát biểu đó qua video ngày hôm nay. Theo thiếu tá Mỹ Charles A. Beckwith, người hùng từ thời chiến tranh Triều Tiên sang Việt Nam, được đồng đội đặt cho biệt danh là Charles Sông Pha. Nhà báo Mỹ Joe Calloway đã đi theo ông tham dự các trận đánh tại Yadam và Plemen. Sau trận đánh, nhà báo đã có cuộc phỏng vấn nhanh về cách mà Beckwith nghĩ về lính Việt Cộng và ông đã có câu trả lời khiến nhà báo không tin nổi vào tai mình. Joe Calloway hỏi, quân Việt Cộng mà ông đánh ở đây là loại lính như thế nào? Beckwith trả lời, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể có được 200 người lính như họ. Joe Calloway ngạc nhiên, tức là những người lính Việt Cộng. Charles A. Beckwith đáp, đúng, họ là những người lính giỏi nhất mà tôi từng thấy. Họ tận tâm và thuộc loại xuất sắc. Tôi chưa từng thấy lính nào giỏi như họ. Trên thực tế, đối thủ của Beckwith là bộ đội chính quy của Trung đoàn 32, 33 và 66 Bắc Việt, vừa đến từ đường mòn Hồ Chí Minh. Đó là cuộc đụng độ lớn đầu tiên giữa quân đội Bắc Việt và quân đội Mỹ. Phải biết rằng Beckwith là một quân nhân được giới lãnh đạo Lầu Năm Góc cực kỳ sủng ái, với công trạng nhiều tới mức mà số huy chương ông ta sở hữu có thể đeo kín hai bên từ cổ tới thắt lưng. Ông là một đặc nhiệm mũ nổi danh của quân đội Mỹ, từng kinh qua chiến tranh Triều Tiên và tình trạng khẩn cấp tại Malaya, tại Plem. Beckwith là chỉ huy của một nhóm đặc nhiệm có nhiệm vụ giải vây. Sau cuộc chiến, ông là người thành lập biệt đội Delta Force, lừng danh vào năm 1977. Một phần dựa trên kinh nghiệm từ chiến trường Việt Nam bắt đầu, lực lượng Delta Force của quân đội Hoa Kỳ được trang bị những vũ khí sắc bén, được chu cấp đầy đủ và hoạt động thống nhất như một. Lịch sử quân đội Mỹ thừa nhận, việc đào tạo ra một biệt đội như Delta Force là điều tự hào nhất, thậm chí còn cao hơn cả đào tạo phi công chiến đấu. Các ứng cử viên muốn gia nhập biệt đội Delta Force phải có ít nhất là 2 năm phục vụ trong quân đội Mỹ đồn trú ở nước ngoài. Chưa kể tỷ lệ chọn, để nhận được suất đào tạo là 0,5 Ponton, tức là trung bình cứ 240 ứng viên thì chỉ có 12 người được chọn. Có thể thấy Delta Force là một đội quân tình nguyện mà nước Mỹ đã phải dốc hầu bao và công sức để tạo nên. Và đương nhiên, đội quân này phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng đến người tạo ra đội quân tử thần này cũng phải ngả mũ thán phục và không tiếc lời khen ngợi bộ đội Bắc Việt là những người lính tuyệt vời nhất mà ông từng thấy. Lính Mỹ, đối với bộ đội Việt Nam, ngoài sợ hãi còn là sự kính nể. Trong những cuốn hồi ký kể về các trận đánh ác liệt tại Việt Nam của nhiều cựu chiến binh Mỹ, họ không ngại ngần dành tặng cho các anh bộ đội của chúng ta những lời khen có cánh. Đồng thời, họ cũng kể về những nỗi sợ khi đứng trước bộ đội Việt Nam.
một người từng kể rằng ở Việt Nam, đâu đâu cũng là thứ giết người, sợ sẩy là chết, chết không đáng sợ, và điều đáng sợ là không biết bản thân chết như thế nào. Báo giới Mỹ từng có những bài viết khá kỳ lạ, nói về nỗi sợ của lính Mỹ. Thậm chí, nó còn khẳng định lính Mỹ cho rằng chiến trường Việt Nam đáng sợ hơn cả Thế chiến thứ hai, nhưng họ sợ không phải vì mưa bom bão đạn hay hỏa lực của kẻ thù quá mạnh. Thật ra, vào lúc đó, Việt Nam rất nghèo. Số quân từ trang được tài trợ còn không bằng 1/100 của Mỹ. Theo ước tính, trong chiến tranh Việt Nam, lượng bom đạn quân đội Mỹ sử dụng vào khoảng 15,35 triệu tấn, trong đó có 7,85 triệu tấn thả từ máy bay và 7,5 triệu tấn khác sử dụng trên mặt đất. Không quân Mỹ sử dụng 7 triệu 662.000 tấn chất nổ. Con số này nhiều gấp 3,7 lần so với lượng chất nổ mà tất cả các nước tham chiến sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Đây là chưa kể tới số lượng vũ khí hạng nặng cùng những binh lính hùng dũng mà họ mang vào chiến trường để xâm lược Việt Nam. Những binh lính được gửi tới chiến trường Việt Nam đều là những người đã có kinh nghiệm trong Thế chiến thứ hai. Họ đã thấy đủ loại vũ khí đáng sợ và họ còn sống để tiếp tục chiến đấu. Vậy thứ gì ở đất Việt lại có thể khiến họ bị ám ảnh nặng nề tới như vậy? Đó không phải là những loại vũ khí sinh hóa hay cỗ máy hủy diệt, mà là những thứ vô cùng bình thường mà ở đâu cũng có thể bắt gặp. Giun, dế, ruồi, rắn hay thậm chí cả tiếng cành cây rơi cũng khiến họ sợ. Và tiếng gió thổi cũng làm họ giật mình. Những người lính Mỹ sẵn sàng xả đạn vào khoảng không, mặc cho việc đó có thể làm họ bại lộ. Khi bài báo về điều đó được đăng tải, dân Mỹ cười cợt, coi đó là trò đùa của báo chí, là sự phóng đại mà thôi. Đó là cho tới khi những tốp lính đầu tiên từ chiến trường Việt Nam trở về và mang theo cơn ác mộng về kể lại cho họ nghe. Người dân Mỹ mới hiểu đó hoàn toàn là sự thật. Ngay những lần đối mặt đầu tiên, chỗ mạnh và chỗ yếu của quân Mỹ đã được những người lính Việt Nam nhận thức rõ ràng. Trong cuốn hồi ký chiến trường mới của Thượng tướng Nguyễn Hữu An có ghi lại nhận định của những người lính sau lần đầu tiên ra mặt quân Mỹ. Hồi ký viết, anh Chu Huy Mân gặp một số chiến sĩ từ trận đánh trở về. Anh hỏi, các cậu thấy đánh Mỹ có đặc điểm gì? Anh em không nhận ra vị tướng của mình vì anh không đeo quân hàm và không ai giới thiệu nên họ nói năng thoải mái. Một chiến sĩ nói, đánh nhau với bọn bộ binh Mỹ cũng dễ thôi, nhưng mà nó lắm máy bay, lắm bom với cả lắm pháo quá, không lúc nào ngớt, nhức đầu nhức óc. Lý thuyết tác chiến Mỹ cho rằng mỗi khi đội quân của họ bị đối phương dồn ép, họ sẽ dùng máy bay ném bom, pháo bắn tới tạo thành một bức tường lửa để ngăn cản đối phương. Trong thời gian đó, bộ binh của họ sẽ tranh thủ củng cố lại thế trận để mà phản công, giành lại chủ động và kết thúc trận đánh. Ngược lại, thì quân ta vũ khí hạng nặng ít hơn, hoàn toàn không có máy bay ném bom, pháo bắn yểm trợ thì cũng rất ít. Do đó, người lính trên chiến trường chủ yếu trông vào chính vũ khí nhẹ của mình và các đồng đội. Nếu so sánh về vũ khí trang bị theo sách vở, thì các đội quân của ta chẳng bao giờ dám đương đầu với bộ binh Mỹ. Tuy nhiên, quân ta nhanh chóng nhận ra rằng đánh giáp lá cà với lưỡi lê và lựu đạn là một sách lược có lợi để đối phó với tình hình. Lối đánh này của quân ta đã có truyền thống từ cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp và là một trong những nỗi ám ảnh của lính Pháp. Trong hồi ký về Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dẫn lời khai của những tên tù binh Pháp ở Điện Biên và nói rằng trong những cái chết ở chiến trường, binh lính của họ sợ nhất là chết bằng lưỡi lê khi đối mặt với Việt Minh. Giờ đây, nỗi kinh hoàng ấy người Mỹ lại tiếp tục được nếm trải. Quan trọng hơn, lối đánh gần giúp hạn chế tác dụng của bom pháo Mỹ. Khi quân hai bên ở quá gần nhau, việc ném bom sát thương vào bất kỳ khu vực nào cũng đều gây ra thương vong cho cả hai phía. Ngay trong trận đụng độ lớn đầu tiên giữa lính Mỹ và quân chính quy của ta ở thung lũng Ia Trang vào tháng 11 năm 1965, lối đánh này đã khiến cho quân Mỹ phải lúng túng. Tướng Harold Moore, người trực tiếp chỉ huy đơn vị tham chiến trong trận Ia Trang, trong cuốn hồi ký của ông mô tả những người lính giải phóng Việt Nam đến những chiến binh. Họ trôi lên từ trận địa, luồn lách khéo léo dựa vào địa hình và địa vật có tổ chức rõ ràng và đánh vào mạng sườn địch. Lối đánh đó được tóm tắt trong phương châm nổi tiếng, nắm thắt lưng địch mà đánh. Ở phía bên kia, ký giả Callaway, người đi cùng đơn vị lính Mỹ, đã mô tả về lối đánh hiểm của đối phương. Tình hình đã xấu lại trở nên xấu hơn. Đến bây giờ, quân Bắc Việt đã có mặt ngay trong hàng ngũ quân Mỹ và trên các mọn cây cao. Bất cứ ai di chuyển lên đều bị bắn chết. Thiếu tá Henry và chỉ huy pháo binh đã cố gắng dùng điện đài của họ để gọi pháo binh và không quân chi viện. Điều này làm giảm bớt sự chia chóc. Nhưng với địa hình kéo dài hơn 100 mét giữa bãi cỏ cao rậm thì các quả đạn pháo và napalm sát thương quân Bắc Việt, đồng thời cũng sát thương cả quân Mỹ. Chứng minh cho điều này, vào năm 1993, tướng Harold Moore khi trở lại thăm chiến trường đã chỉ cho tướng Nguyễn Hữu An vị trí mà hai quả bom napalm của không quân Mỹ đã ném trúng đội hình bộ binh Mỹ, khiến nhiều lính Mỹ chết cháy. Mặc dù cái chết đến từ lưỡi lê của đối phương đã ghê gớm, nhưng ít ra lính Mỹ ngoài chiến trường còn nhìn thấy được nguyên nhân. Trong khi đó, nhiều trường hợp sĩ quan Mỹ đã chết ngay giữa Sài Gòn và các thành phố lớn khác mà không kịp hiểu nguyên nhân. Những cái chết bất thình lình đó mới là điều đáng sợ nhất khi người Mỹ đến Việt Nam. Kẻ gây ra nỗi ám ảnh đó không ai khác chính là biệt động Sài Gòn. Theo thống kê sơ lược,
Trong suốt cuộc chiến, biệt động đã liên tục tấn công hàng nghìn trận, gây thương vong cho hàng chục nghìn lính Mỹ và tay sai ác ôn. Chiến tranh Việt Nam có lẽ là cuộc chiến có số tướng Mỹ bỏ mạng nhiều nhất, và nguyên nhân cái chết của họ cũng kỳ bí như cuộc chiến này bắt đầu. Biệt động có lối đánh chẳng giống ai và cũng chẳng ai thâu tóm được hành tung của họ. Việc dự đoán bước đi tiếp theo của biệt động Sài Gòn là điều cực kỳ khó khăn. Cái chết mà họ gieo rắc tới quan chức Mỹ khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên, luôn phải tự hỏi bao giờ thì đầu mình sẽ rời khỏi cổ. Đánh nhanh, đánh bất ngờ, đánh dồn dập, đánh cho quân Mỹ sợ nhưng không thể trốn. Vì dù chúng có đi tới đâu thì cũng không thể thoát được trận tấn công vào Cusa Brink, nơi đóng quân hàng nghìn sĩ quan Mỹ vào dịp Giáng sinh năm 1964, là một ví dụ. Những chiến sĩ biệt động đã đóng giả sĩ quan Sài Gòn để mang một ô tô chứa hơn 100 cân thuốc nổ vào gầm tòa cứ xá, đặt kíp nổ và ung dung đi ra ngoài. Trận đánh này đã khiến 175 trong số hơn 200 sĩ quan của Mỹ có mặt ở cứ xá thương vong và tòa cứ xá đổ sộ bị thổi rỗng 3 tầng phía dưới. Cũng có khi, chiến sĩ biệt động táo bạo đánh vào những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như tòa đại sứ Mỹ vào tháng 3 năm 1965, hoặc trận đánh vào trụ sở tổng nhà cảnh sát của chính quyền Sài Gòn vào tháng 8 năm 1965. Ngoài ra, ở bất kỳ nơi đâu, trên phố, trong quán ăn, rạp hát, lính Mỹ đều là mục tiêu tấn công của biệt động bằng lựu đạn, mình khiến chúng luôn nơm nớp lo sợ. Nhiều lúc, biệt động đột nhập hẳn vào nhà riêng, đọc lệnh tử hình của cách mạng và cây liễu rất gọn gàng, đến nỗi lính Mỹ phải thốt lên rằng ở cái xứ sở này, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Sau này, khi chiến tranh kết thúc, có lẽ điều mà binh lính Mỹ mãi mãi không thể quên không chỉ là nỗi sợ mà còn là sự tôn trọng đối với bộ đội Việt Nam. Litty, người Mỹ từng hoạt động trong thủy quân lục chiến và về hưu với quân hàm đại tá, đã chia sẻ như vậy về bộ đội Việt Nam. Ông kể lại một câu chuyện được kể bởi một cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ từng tham chiến tại Khe Sanh năm 1968. Lúc đó, lính thủy quân lục chiến Mỹ chiếm giữ căn cứ chính và một sân bay trong một thung lũng bao quanh bởi những ngọn đồi. Trong nhiều tuần, chỉ có một tay súng bắn tỉa nằm trên ngọn đồi đó bắn vào căn cứ, gây ra một vài tổn thất và hạn chế hoạt động của lính Mỹ. Lính Mỹ đã phải mở nhiều cuộc tuần tiễu, có pháo binh bắn phá nhưng không triệt hạ được tay súng này. Cuối cùng, lính Mỹ phải mở đợt không kích với rất nhiều máy bay và đủ loại bom đạn, từ bom napalm đến pháo 2mm. Tất cả lính Mỹ ở đó đã phải chui xuống hầm khi diễn ra trận bom đạn tơi bời trên những ngọn đồi. Nhưng khi máy bay vừa rút, phía những ngọn đồi, lửa vẫn cháy rừng rực, khói bốc cao ngút trời, tựa như không gì có thể sống sót được. Thế nhưng, tiếng súng trường lại vang lên. Tất cả những người lính thủy quân lục chiến Mỹ trong căn cứ nhất loạt đứng dậy reo hò, bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối thủ của mình. Sihan, cựu phóng viên tờ New York Times, là tác giả hai cuốn sách giá trị về chiến tranh Việt Nam. Ông đã viết trong cuốn sách Mỹ tại Việt Nam rằng, chúng ta, những người Mỹ, vốn tự cho mình là ngoại lệ của lịch sử, cũng có thể mắc sai lầm như phần còn lại của nhân loại. Chúng ta có thể thụ ác dễ dàng như khi làm việc thiện. Tất cả chúng ta đều quá kiêu ngạo trong thời kỳ sắc sược ấy. Chúng ta không thể hiểu được rằng chúng ta đã theo đuổi những điều không tưởng và đã gây ra bi kịch tột cùng cho chính chúng ta cũng như cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc khác tại Đông Dương. Tác giả này viết tiếp và đi đến kết luận đi ngược lại hoàn toàn với những luận điệu của giới chức Mỹ trong suốt cuộc chiến, rằng Việt Nam chưa bao giờ là mối đe dọa với nước Mỹ. Họ đơn giản chỉ muốn chúng ta trở về nhà và họ sẽ không bao giờ ngừng kháng cự bất chấp họ và chúng ta đã phải trả giá như thế nào cho tới lúc chúng ta ra đi. Tôi mất 5 năm để nghiệm ra điều đó. Người Việt Nam chưa bao giờ thôi đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ. Trên ý chí, bất khuất của những người lính đã mang đến sự độc lập, tự do cho đất nước và cũng là nguyên nhân nhận được sự kính nể của các nước hùng mạnh. Hai từ Việt Nam là niềm tự hào của mỗi người dân đang sống, là minh chứng cho thời kỳ đấu tranh không ngừng nghỉ của cha ông. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong mấy tháng vừa qua có thể nói là đang có nhiều căng thẳng, từ vụ tấn công tàu cá ở quần đảo Hoàng Sa đến việc Thủ tướng Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây nhất, trên mạng xã hội Trung Quốc đã có nhiều thông tin bàn luận về việc Trung Quốc muốn Việt Nam hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất máy bay. Thậm chí, một số tờ báo Tencent còn gọi đây là một món quà đối với Việt Nam, giúp Việt Nam thoát khỏi hệ vũ khí của Nga Xô. Vậy thì thực hư câu chuyện này là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, thông tin Trung Quốc mời Việt Nam tham gia hợp tác nghiên cứu, sản xuất hay chế tạo máy bay là có thật. Cụ thể, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc Kim Tráng Long vào ngày 30 tháng 9 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Kim Tráng Long đã đề xuất kêu gọi Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy bay và khẳng định rằng Trung Quốc sẵn hợp tác cùng Việt Nam trong giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ cùng hào thức tiền không. Rất thẳng thắn, phải không nào, Nhật Châu hôm nay không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn. Họ nói thẳng là sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ để cùng nhau sản xuất và chế tạo máy bay. Không có âm ừ, không có hứa hẹn tương lai mơ hồ. Nếu Việt Nam đồng ý,
Trung Quốc sẽ bơm tiền và xây dựng nhà máy để cùng nhau chế tạo máy bay ngay lập tức. Có lẽ vì điều này mà dư luận Trung Quốc cho rằng đây là một món quà lớn dành cho Việt Nam để thoát khỏi sự phụ thuộc vào hệ vũ khí của Nga Xô. Về điều này, báo chí Việt Nam cũng đã đưa tin. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng họ chỉ nói là sản xuất máy bay, chứ không nói rõ đó là máy bay quân sự hay dân sự. Điểm qua một chút về năng lực sản xuất máy bay của Trung Quốc, nổi tiếng nhất vẫn là kỹ thuật quân sự. Nếu xét trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng hoàng, hiện nay, Trung Quốc hầu như tự chủ tới 99% công nghệ hàng không quân sự, với dàn máy bay chiến đấu thuộc hàng chất lượng đã được công nhận ở nhiều nơi trên thế giới. Ngay từ thập niên 1960, họ đã có khả năng sản xuất các máy bay tiêm kích theo công nghệ từ Liên Xô, sau đó tiếp tục phát triển độc lập và tiếp thu công nghệ từ phương Tây, đặc biệt là sau năm 1979. Hiện nay, họ đã có thể tự phát triển và chế tạo các dòng máy bay tiêm kích thế hệ 4 hiện đại như J-10, J-11, J-15, J-6 và đặc biệt là tiêm kích tàng hình thế hệ 5, J-20. Hay như với trực thăng, họ cũng đã chế tạo được hầu hết các dòng trực thăng theo công nghệ của phương Tây như Z-8, Z-9, Z-10 và Z-20. Với máy bay vận tải quân sự, họ cũng chế tạo được các loại từ máy bay nhỏ đến máy bay vận tải hạng nặng chiến lược như kiểu Y-20, tương đương với công nghệ của Mỹ hay Nga toàn cầu. Kể cả điểm yếu chí mạng về động cơ phản lực hiện đại, Trung Quốc sau nhiều năm đầu tư vào công nghệ, con người, thậm chí là cả tình báo, họ đã và đang vững bước làm chủ hoàn toàn việc phát triển các loại động cơ turbofan hiện đại cho máy bay chiến đấu. Dù nhắc tới vũ khí Trung Quốc, người ta thường hay mặc định đó là hàng sao chép từ Nga, Mỹ hay châu Âu. Thế nhưng, công bằng mà nói, đây là con đường nhanh nhất mà các nước đi sau có thể đi, và cũng là con đường mà nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam, muốn theo dấu chân họ. Như trong nhiều video trước mà kênh mình đã nói, sao chép cũng phải có trình độ mới làm được, chứ không phải chỉ mổ ra rồi bắt chước y hệt là xong. Ví dụ như công nghệ thuốc phóng, làm thế nào để tạo ra được hợp chất đó, không phải chỉ nhìn là làm được ngay, mà còn đòi hỏi công tác nghiên cứu kỹ lưỡng, đòi hỏi về công nghệ và con người đi kèm. Thành ra, rất nhiều quốc gia đi theo con đường sao chép vũ khí, nhưng chỉ có Trung Quốc là thành công vượt bậc, từ cái nhỏ nhất là súng cho tới những con quái vật như tàu sân bay. Và không chỉ sao chép cho quân đội, Trung Quốc đã không ít lần dùng vũ khí sao chép để đánh bại cả các cường quốc trên thị trường vũ khí. Ví dụ như việc Trung Quốc đã sao chép được hệ thống phòng không Crotale của Pháp và từ đó tạo ra bản sao HQ-7. Trung Quốc còn ngang nhiên bán HQ-7 cho các nước châu Phi với giá còn rẻ hơn rất nhiều so với giá của Pháp, khiến Pháp mất luôn hợp đồng. Nếu nhìn vào những gì được bày ra trước mắt, thì đây đúng là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Việt Nam tiến vào công nghệ hàng không quân sự thông qua việc hợp tác sản xuất máy bay quân sự. Việt Nam không chỉ tìm cho mình một giải pháp bền vững thay thế cho số máy bay cũ, mà còn có cơ hội làm chủ kinh nghiệm từ thiết kế tới sản xuất với các công nghệ quân sự đỉnh cao của Trung Quốc. Tuy nhiên, đó có lẽ là ở một vũ trụ nào đó, trừ trong trường hợp giữa Việt Nam và Trung Quốc thì không có đâu. Điểm lại lịch sử, hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc đúng là đã từng có một thời kỳ mặn nồng vào khoảng thập niên 50-60 của thế kỷ trước, khi Việt Nam từng gửi rất nhiều phi công, thủy thủ hay lính xe tăng sang Trung Quốc học tập. Thậm chí là trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, các máy bay tiêm kích của không quân ta còn cất cánh từ các sân bay dự phòng trên lãnh thổ Trung Quốc. Thế nhưng, như chúng ta đã biết, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau năm 1979. Phía ta không còn có bất kỳ một ý định nào trong việc mua sắm thiết bị quân sự từ Trung Quốc nữa. Kể cả việc ta sử dụng một số trang bị do Trung Quốc sản xuất, như là xe tăng T-59, xe thiết giáp K-63, thì ta cũng không còn nhập khẩu linh kiện, mà đã tự chủ chế tạo cũng như sửa chữa trong nước. Rõ ràng là với một lịch sử đầy khúc mắc và những âm mưu thâm độc từ Bắc Kinh với Việt Nam, cho đến tận giờ phút này, chúng ta vẫn không thể nào tin tưởng 100% vào Trung Quốc được. Với hàng quân sự của Trung Quốc, thì nó không chỉ đơn giản là câu chuyện về tình báo và gián điệp, mà sâu xa hơn, đó là việc đối phương có thể nắm được mọi tính năng của vũ khí do ta sử dụng. Nếu ta mua chúng, chẳng khác nào tự đào hố để chôn mình, kể cả là chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay quân sự từ A đến Z đi chăng nữa. Nếu ta gật đầu một cách quá dễ dàng, thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Vì lẽ đó, hoàn toàn có thể khẳng định rằng không có khả năng Việt Nam sẽ mua khí tài quân sự trọng yếu từ Trung Quốc, kể cả khi Trung Quốc có nhiệt tình chuyển giao công nghệ sản xuất. Mặt khác, không chỉ từ góc độ Việt Nam, chúng ta cũng cần nhìn từ góc độ Trung Quốc. Họ cũng chẳng dại gì mà giao cho Việt Nam các công nghệ quân sự quan trọng của họ. Chắc chắn là họ cũng không quên bài học mà năm xưa chúng ta từng dạy cho họ vào năm 1979, khi họ thấy rằng Việt Nam đã sử dụng vũ khí của họ thành công thế nào trong cuộc chiến tranh với siêu cường quân sự số 1 thế giới và đã đánh lại chính họ trong cuộc chiến tranh biên giới. Đừng chỉ nghĩ ở phía ta, mình tin rằng Trung Quốc cũng không khỏi e ngại khi chuyển giao cho Việt Nam các tài liệu thiết kế cốt lõi. Vậy thì, nếu không phải máy bay quân sự, công nghệ hàng không quân sự, thì tại sao Trung Quốc lại đưa ra một lời đề nghị hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay? Và đó là loại máy bay nào? Thực ra, nếu ta nhìn vào các dự án hợp tác mà Trung Quốc kêu gọi nước ngoài tham gia trong mấy năm gần đây, thì sẽ thấy rằng họ đang thúc đẩy một con đường mới, đó là phát triển và kiếm tiền từ thị trường hàng không dân sự với sản phẩm máy bay C-919. Còn nhớ hồi tháng 2 năm 2024,
Trung Quốc đã từng chào sân triển lãm hàng không Singapore với dòng máy bay chở khách thân hẹp đầu tiên của Trung Quốc là Comac C919. Mặc dù đã thực hiện lần bay đầu tiên cách đây 7 năm và đã đi vào hoạt động trong hãng hàng không Đông Phương của Trung Quốc năm 2023, thế nhưng Bắc Kinh có tham vọng lớn hơn nhiều. Chiếc máy bay này mang theo hoài bão to lớn của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc. Theo tờ Nhật báo Hoa Nam, nhà nước Trung Quốc đã giao chỉ tiêu cho C919 là phải chiếm 10% thị phần máy bay dân dụng trong cả nước vào năm 2025. Tuy nhiên, để thực sự thành công, C919 phải vươn ra ngoài biên giới và mục tiêu mà họ hướng tới là cạnh tranh với các dòng sản phẩm cùng phân khúc khác của Tây Âu và Mỹ, bao gồm Airbus A327. Thực tế thì ngày 26 tháng 2, sau khi rời Singapore, C919 đã thực hiện một chuyến vòng quanh Đông Nam Á, ghé thăm sân bay Vân Đồn của Việt Nam, sau đó sang Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia. Nhiều khả năng, điều mà Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam chính là dự án sản xuất máy bay dân dụng C919. Trong thời gian gần đây, lãnh đạo nhà nước Việt Nam liên tục thúc đẩy các tập đoàn hàng không khổng lồ của thế giới như Boeing, Airbus hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ. Cụ thể là trong cuộc làm việc tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị hãng Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để hoàn thành và chuyển giao các đơn hàng máy bay đã ký kết trong thời gian qua, đặc biệt là sớm nghiên cứu, triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, xây dựng trung tâm bảo dưỡng thiết bị máy bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn của Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển chuyển giao công nghệ, đưa các đối tác Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng cùng bên. Có lẽ nắm bắt được tham vọng từ phía Việt Nam, Trung Quốc đã chớp lấy thời cơ, muốn cạnh tranh từ trong trứng nước với Mỹ và phương Tây. Tại Việt Nam, Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí là hợp tác chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể sản xuất máy bay dân dụng. Tất nhiên, điều kiện là Việt Nam sẽ phải mua C919 hoặc trả một cái giá khác nào đó. Nhìn chung, cũng giống như các ông lớn bên kia bán cầu, họ đưa ra các gói chào mời hấp dẫn. Đương nhiên, cái giá sẽ không chỉ nằm ở tiền mà còn bao gồm một vài yếu tố khác. Nhìn vào lỗ hổng phòng thủ của Israel để thấy tầm nhìn và đẳng cấp phòng không của Việt Nam. Được xem là bộ mặt của chiến tranh hiện đại, đây là bước đầu trong công việc tự động hóa chiến tranh và đưa công cuộc hủy diệt lẫn nhau của loài người lên một tầm cao mới. Chúng nhỏ gọn, cơ động, mạnh mẽ và quan trọng là cực kỳ rẻ. Chúng là niềm tự hào, đồng thời cũng là cơn đau đầu của các cường quốc. Khể dĩ, thứ mà tôi đang nhắc tới chính là UAV, loại vũ khí được xem là tương lai của chiến tranh. Chúng đã trở thành mục tiêu phát triển của hàng loạt các quốc gia nằm tại những điểm nóng trên thế giới. Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu của cuộc sống, mọi thứ đều phát triển từ sự mâu thuẫn. Sự ra đời của UAV cũng dẫn đến sự xuất hiện của các loại vũ khí khắc chế chúng. Đôi khi, người ta có thể tìm ra những giải pháp hiệu quả không ngờ từ những thứ được xem là lỗi thời, như một chân lý của thời đại. Không có loại vũ khí nào là vô dụng cả. Mới đây nhất, trường hợp của Israel và Hezbollah đã tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của các hệ thống phòng không tầm thấp. Qua đó, chúng ta cũng có thể hiểu được tại sao Việt Nam không bao giờ từ bỏ các hệ thống này. Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Đêm ngày 13 tháng 10 năm 2024, một cuộc tấn công bất ngờ của Hezbollah đã khiến Israel choáng váng. Bằng một cách nào đó, những vũ khí tưởng chừng đã bị Israel khắc chế lại có thể vượt qua hàng loạt hệ thống phòng không tiên tiến, khiến hàng trăm binh sĩ Israel thương vong chỉ trong một đêm. Ngay sau cuộc tấn công này, Hoa Kỳ đã phải triển khai khẩn cấp hệ thống THAAD đến đây để bảo vệ đồng minh. Hezbollah đã phóng một loạt UAV vào căn cứ của lữ đoàn Golani của IDF tại Pyamina, Nam Haifa, khiến hơn 100 binh sĩ bị thương, trong đó 10 người thương nặng và 4 lính thiệt mạng và 4 lính thiệt mạng. Không những vậy, trên mạng xã hội Israel đang lan truyền những thông tin về việc Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Hezi Halevi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Tuy nhiên, tờ Jerusalem Post của Israel cho biết đây là các thông tin sai sự thật, nhưng họ không thể đưa ra bằng chứng để chứng minh ông Halevi vẫn an toàn. Có quá nhiều người bị thương đến mức họ phải được đưa tới 8 bệnh viện khác nhau. Bằng một cách nào đó, những chiếc UAV của Hezbollah đã xuyên qua hệ thống phòng thủ của Israel mà không bị phát hiện và tấn công vào tòa nhà vào thời điểm đông người nhất. Điều này khiến người dân Israel vô cùng lo lắng, cảm giác giống như việc bạn vừa bỏ ra cả tỷ đô la để xây dựng hệ thống phòng thủ cho mình, rồi lại thấy vũ khí của đối thủ xuyên qua nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Theo kết quả điều tra ban đầu của quân đội Israel, Hezbollah đã phóng hai UAV nhắm vào căn cứ quân sự ở thị trấn Pyamina. Đây là mẫu UAV tự sát Mizar, được cho là có nguồn gốc từ Iran. Cả hai UAV này đều bị radar phòng không Israel phát hiện khi xâm nhập không phận. Một chiếc UAV bị bắn rơi ở khu vực phía bắc thành phố Haifa, đình chỉ quân trang này. Chiến đấu cơ và trực thăng của Israel đuổi theo chiếc UAV thứ hai dựa vào tín hiệu từ radar.
Thế nhưng đột nhiên, radar mất dấu UAV, trong khi các phi công không thể xác định bằng mắt thường do trời quá tối. Có khả năng UAV khi đó đã bay sát mặt đất. Điều đáng nói là không hề có tiếng còi báo động ở căn cứ quân sự khi UAV của Hezbollah tấn công. Quân đội Israel không cho biết UAV này đã đánh trúng mục tiêu nào trong căn cứ, dẫn đến hơn 100 binh sĩ thương vong. Điều này cho thấy hệ thống phòng không xung quanh căn cứ đã không thể phát hiện UAV trước khi nó tấn công. Đây quả thực là điều không tưởng đối với một lực lượng quân sự được xem là có công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Theo nguồn tin từ Hezbollah, họ đã sử dụng máy bay không người lái trang bị động cơ S-5 do Nga sản xuất. Loại UAV này có khả năng mang theo 3 tên lửa nhỏ, vừa có thể phóng đạn về phía mục tiêu, vừa có thể lao xuống cạp tử. UAV này có phạm vi hoạt động 250 km, có khả năng bay bám địa hình và tỏa ra nhiệt thấp, nên rất khó bị radar phát hiện và rất khó bị đánh chặn trong điều kiện đêm tối. Quả thực, nếu nhìn vào cuộc tấn công vừa qua, chúng ta có thể thấy UAV này rất nguy hiểm. Chỉ với 2 chiếc UAV thôi, Hezbollah đã có thể gây thiệt hại như vậy. Vậy sẽ ra sao nếu có một cuộc tấn công theo kiểu bão hòa với hàng trăm UAV khác nhau như những lần trước? Theo phía Hezbollah, họ đã phát hiện ra những sơ hở trong hệ thống phòng không của Israel. Hệ thống phòng không của Israel vốn có thể đánh chặn và phá hủy hầu hết tên lửa tấn công, nhưng chúng được thiết kế chủ yếu để chống lại tên lửa và rocket, không phải để đối phó với máy bay không người lái, vốn có đặc điểm là có thể phóng từ bất cứ đâu, bay thấp, bay chậm, đổi hướng nhanh chóng và bay bám địa hình. Mấy trăm hệ thống nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu so với chiến tuyến hàng ngàn km kia thì cũng chẳng thấm vào đâu. Và may mắn cho Ukraine là họ cũng được thừa hưởng một gia tài vũ khí khổng lồ từ thời Liên Xô, trong đó nổi tiếng nhất là hệ thống Su-23 và Su-23. Đây là các hệ thống phòng không khét tiếng từ thời Liên Xô. Chỉ cần các bạn tìm kiếm nhanh trên Google là sẽ thấy hình ảnh của chúng xuất hiện phổ biến ở mặt trận phía đông. Chỉ tiếc rằng chúng đã cũ kỹ và thậm chí xuất hiện cả tình trạng rỉ sét. Điều này cho thấy rằng nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine từ lâu đã đánh mất chính mình do nạn tham nhũng trước chiến tranh, khiến cho những khí tài cũ không được bảo dưỡng đúng cách. Thật là tiếc cho một quốc gia mà Việt Nam từng phải cử người sang học bảo dưỡng và mời chuyên gia sang nâng cấp vũ khí. Thế nhưng cuối cùng có còn hơn không? Chiến trường Ukraine đã cho thấy vũ khí nồi đồng cối đá theo đúng nghĩa đen như thế nào. Khi mà Ukraine đã có thể độ chế cả những loại pháo phòng không từ thập niên 40, 50 lên xe bán tải để tăng sức cơ động. Khi cần thì có thể hạ nòng và nã thẳng vào bộ binh đối phương. Ở phía ngược lại, Nga cũng đã triển khai hàng ngàn hệ thống pháo phòng không. Không những vậy, Nga còn cho ra mắt pháo phòng không chuyên dùng để chống UAV mang tên hay S-3 tên Delivatia-PVO. Những diễn biến trên chiến trường đều cho thấy rằng pháo phòng không hay các hệ thống phòng không tầm thấp mới thực sự là cơn ác mộng của UAV. Trong khi đó, những hệ thống phòng không khét tiếng đắt đỏ đôi khi lại tỏ ra bất lực trước những loại vũ khí đơn giản này. Một bài toán đặt ra là làm thế nào để tiêu diệt UAV với chi phí rẻ nhất. Điểm đáng sợ của các loại UAV tự sát là chúng chỉ có giá dao động từ 1.500 đến 5.000 đô la một chiếc. Ngay cả những phiên bản trinh sát tầm xa cũng chỉ có giá từ 50.000 đến 120.000 đô la. Trong khi đó, giá của các loại tên lửa thì quá đắt đỏ. Ví dụ như giá của một quả đạn trong hệ thống NASAMS mà Ukraine đang sử dụng lên đến 1,2 triệu đô la một quả. Còn Iris-T SLMM của Đức cũng có giá tới 500.000 đô la một quả. Vậy nhưng, ngay cả trong trường hợp những hệ thống này đắt sắt ra miếng, chúng ta vẫn thấy cảnh chúng đánh trượt mục tiêu và bị UAV tấn công theo kiểu bầy đàn. Đó là bởi UAV có khả năng bay rất thấp. Trong một số trường hợp, một số loại UAV sử dụng năng lượng điện với mức phát nhiệt gần như bằng không. Chúng nhỏ gọn và bay chậm, khiến những hệ thống radar và tên lửa không thể nhận diện mục tiêu. Điển hình như chiếc Shahed 136 mà Nga nhập dây chuyền từ Iran, với phiên bản nội địa của họ là Geran 2. Đó là câu chuyện của thế giới. Còn với Việt Nam, chúng ta có thể thấy ngay trong những cuộc tập trận gần đây, lực lượng pháo phòng không đã có một sự lột xác hoàn toàn. Việt Nam là quốc gia từng tạo ra lưới lửa phòng không tinh vi và nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Đây không phải là lời nói quá, mà là lời đánh giá của tham mưu trưởng không quân Mỹ Cornell. Ông này đã từng viết trong hồi ký rằng lực lượng phòng không của Việt Nam là thứ đáng sợ nhất và hoàn thiện nhất mà những phi công Mỹ từng đối mặt. Nhắc lại về lưới lửa phòng không của Việt Nam trong chiến tranh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tên lửa SAM-2 và máy bay MiG-21. Đây là hai loại vũ khí đã tạo nên thương hiệu cho phe xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy pháo phòng không mới là lực lượng tiêu diệt nhiều máy bay Mỹ nhất. Cụ thể, trong suốt cuộc chiến tại Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam, Cộng Hòa đã mất tổng cộng khoảng 12.500 máy bay, trực thăng và UAV. Lưu ý rằng, con số này chưa tính những chiếc trực thăng bị họ ném xuống biển trong chiến dịch gió lốc năm 1975. Trong số đó, khoảng 4.100 chiếc mất ở Bắc Việt Nam, 2.635 chiếc bị bắn hạ bởi pháo phòng không và súng máy 12,7 ly,
còn lại là do không quân và tên lửa giảm. Thật bất ngờ phải không? Nhưng chắc tại chiến trường miền Nam, con số còn khủng khiếp hơn. Đến năm 1973, khi Hoa Kỳ rút quân và hỏa lực trên không suy yếu nghiêm trọng, hệ thống tên lửa mới được triển khai. Còn trước đó, suốt 7 năm đối đầu với lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, quân giải phóng chỉ có súng máy, pháo phòng không và tên lửa phòng không vác vài. Thế nhưng, họ đã bắn hạ hơn 8.000 chiếc máy bay tại đây. Điều đó cho thấy lưới lửa phòng không tầm thấp nguy hiểm đến mức nào. Chính vì vậy, khi hiện đại hóa quân đội trong những năm 1990, Việt Nam luôn chú trọng phát triển các đơn vị pháo phòng không, coi đó như một phần của lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời. Nhắc tới lưới lửa phòng không tầm thấp tại Ukraine, chúng ta đã nhiều lần thấy các đơn vị tự vệ của họ khi gặp UAV liệt dương súng bắn. Nhiều người cho rằng đó là hình ảnh tương tự lưới lửa phòng không của Việt Nam năm xưa. Tuy nhiên, nói như vậy là đánh giá quá thấp trình độ tác chiến của phòng không Việt Nam. Và chúng ta cũng đang hiểu sai về lực lượng này. Trong thời chiến, các đơn vị phòng không của Việt Nam chủ yếu phục kích và đón lõng những vị trí và đường bay mà máy bay của Mỹ đi qua. Hiện nay, Việt Nam không công bố số lượng pháo phòng không mà mình có. Tuy nhiên, nhiều tài liệu cho rằng số lượng này dựa trên cơ sở khoảng 5.000 hệ thống pháo phòng không các loại, từ 23 ly đến 100 ly, được viện trợ chủ yếu trong cuộc chiến với Mỹ và Trung Quốc sau năm 1979. Việt Nam hiện đang xây dựng mạng lưới phòng không đa tầng, kết hợp và bổ trợ cho nhau với lực lượng pháo cao xạ đảm nhiệm tầm thấp, tầm trung và tầm xa do tên lửa phòng không và không quân đảm nhiệm. Ngoài ra, chưa kể đến phòng không lục quân và các đơn vị cao xạ 127 cũng như phối hợp với các trận địa tên lửa vác vai, tạo nên hỏa lực nhiều tầng, nhiều lớp tầng tầng. Các nâng cấp của Việt Nam tập trung chủ yếu vào khả năng tự động hóa cũng như trang bị các thiết bị hỗ trợ đánh đêm, bán tự động. Trước khi nói đến nâng cấp, chúng ta cần phải hiểu nguyên lý chung của mọi loại pháo cao xạ, đó là hạ mục tiêu bằng mật độ hỏa lực, răng màn đạn để đón bắt mục tiêu, chứ không phải dùng đạn nguyên khối để bắn chúng. Pháo cao xạ khi bắn mục tiêu trên không thường dùng đạn nổ phá mảnh khi nổ tạo ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mảnh văng. Một loạt bắn lên tới hàng chục viên chỉ trong vài giây, tạo ra một tấm lưới khổng lồ và đón đánh mục tiêu như máy bay, tên lửa hành trình, UAV. Với tốc độ các mục tiêu bay nhanh, chỉ vài mảnh nhỏ thôi cũng đủ để mục tiêu rụng ngay tại chỗ hoặc lệch đường bay. Mà để răng được màn đạn hiệu quả, câu chuyện không nằm ở một khẩu pháo, mà phải là một khẩu đội pháo. Ví dụ, bố cục trận địa cao xạ 57 ly gồm 6 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa, mỗi khẩu có tốc độ bắn duy trì 7 vát mỗi phút. Một quả đạn nặng 2,8 kg, sở tốc đạn khoảng 1.000 m trên giây, không chậm chạp hay lạc hậu đâu. Bởi các hệ thống hiện nay cũng chỉ rơi vào tầm này mà thôi. Trước đây, việc phối hợp bắn hoàn toàn do con người thực hiện, chỉ huy hô bắn tất cả cũng đạp cỏ. Tất nhiên, sẽ có sự sai lệch nhanh chậm, cũng như từ loạt đạn thứ hai trở đi, phụ thuộc vào tốc độ nạp đạn của mỗi người. Đó là lý do từ năm 2004, Việt Nam đã tiến hành các đề tài tự động hóa khẩu đội 57 ly, ví dụ như trang bị hệ thống cò điện để chỉ huy ấn nút một phát là cả khẩu đội đồng loạt nhả đạn. Không khó để các bạn thấy điều này trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Có ai thắc mắc rằng tại sao đã có hệ thống cò điện rồi mà vẫn bắt binh lính phải tập luyện điều khiển thủ công trong các cuộc tập trận không? Thực ra, điều này nằm ở vấn đề huấn luyện người lính. Lính tự động thì tự động, những chiến trường có hàng trăm ngàn kịch bản có thể xảy ra. Nếu có vấn đề gì, chẳng nhẽ lại ngồi im chịu trận à? Các bạn nên nhớ rằng đến cả khí tài hàng trăm triệu đô còn xuất hiện lỗi khi ra chiến trường, thì nói gì tới pháo cao xạ. Chính vì vậy, chúng ta không thể tin vào máy móc 100% được. Ngay cả trong chiến tranh giữa Nga và Ukraine, dù Su-34, Skynet và T-Pak đều có hệ thống radar và hệ thống ngắm bắn tự động, nhưng điều kiện chiến trường cho thấy hệ thống tác chiến điện tử của Nga mạnh tới mức mà những hệ thống này gần như không thể sử dụng được. Theo các binh sĩ Ukraine, họ chủ yếu phải sử dụng kính ngắm quang học rồi tính toán để bắn nhiều hơn là dùng các hệ thống này. Hay nói đơn giản là thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường sẽ bớt đổ máu. Ngoài khả năng tự động, Việt Nam cũng tiến hành nâng cấp với hệ thống ngắm quang điện tử, ngắm bắn cả ngày lẫn đêm. Mặt khác, để tối ưu hóa, Việt Nam cũng tích hợp Su-34M với tên lửa Su-34M, tạo ra hỏa lực nhiều tầng nhiều lớp nhằm đánh chặn mục tiêu. Như vậy, trường hợp của Syria và Ukraine cho thấy pháo phòng không nói riêng hay hệ thống phòng không tầm thấp nói chung chưa bao giờ là thứ lỗi thời, mà thực ra chúng đang khẳng định lại giá trị của mình trong tương lai. Như trong nhiều video trước mà kênh mình đã nói, những gì mà bây giờ chúng ta mới thấy thì các bác trong bộ đã nhìn thấy từ mấy chục năm trước rồi đấy.